thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của tất cả hạnh đại bồ tát chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hữu phiền não vô phiền não của tất cả hạnh đại bồ tát rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của tất cả hạnh đại bồ tát các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của tất cả hạnh đại Bồ Tát là đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc suốt thế gian của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, thế gian suốt thế gian của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Vốn là có cái danh thế gian suốt thế gian của tất cả hạnh đại Bồ Tát. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của tất cả hạnh đại Bồ Tát là đại Bồ Tát? Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm thanh tịnh của tất cả hạnh đại Bồ Tát, chút giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của tất cả hạnh đại Bồ Tát, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của tất cả hành đại Bồ Tát là đại Bồ Tát? Thiện hiện, hiện ngươi lại quản nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn thuộc sanh tử thuộc niết bàn của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc Niết Bàn của tất cả hạnh đại Bồ Tát. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc Niết Bàn của tất cả hạnh đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát? Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của tất cả hạnh đại bồ tát các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của tất cả hạnh đại bồ tát là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của tất cả hạnh đại bồ tát chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn khả đắc bất khả đắc của tất cả hạnh đại bồ tát rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của tất cả hạnh đại bồ tát các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của tất cả hạnh đại bồ tát là đại bồ tát lại nữa thiện hiện Người quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch, bạch thế tôn quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát? thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn thường vô thường của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh thường vô thường của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn lạc khổ của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh lạc khổ của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải là đại bồ tát Bạch Thế Tôn, ngã vô ngã của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn tịnh bất tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tịnh bất tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn không bất không của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh không bất không của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hữu tướng vô tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hữu nguyện vô nguyện của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn tịch tịnh bất tịch tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, viễn ly bất viễn ly của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát? Hết quyển thứ 35